Hi, chào các bạn quay trở lại kênh YouTube của mình. Hiện giờ thì mình vừa hạ cánh sân bay Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh và chuẩn bị lấy hành lý. Đây. Đó, chuyến bay của mình thì bay buổi sáng khá là đông. Và cái video này thì mình sẽ dẫn các bạn đến trải nghiệm việc mua nước hoa ở các store chính hãng tại Sài Gòn, và để cho các bạn cũng như nhà gợi ý cho các bạn vài nơi mua nước hoa chính hãng ở Sài Gòn các bạn có thể tham khảo, thì hãy theo chân mình nhá. Hai, lại là mình đây. Hiện giờ thì mình đang ở số 9/11 đường Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, và đang ở tầng 7 ở K Concept. Thì hôm nay mình sẽ trải nghiệm mua một sản phẩm ở đây để làm giveaway cho các bạn. Và chúng ta cùng nhau bắt đầu nha, đi cùng mình luôn. Nếu như bạn nào đang quan tâm đến những sản phẩm của nhà SM hay của Kilian mà phân phối gọi là chính hãng độc quyền tại Việt Nam, thì các bạn có thể tìm tới K Concept. Thì các bạn, nếu như bạn nào ở Sài Gòn thì có thể qua trực tiếp đây, địa chỉ mình đã để ở trên. Còn nếu như bạn nào mà ở những tỉnh xa hơn thì bạn có thể tham khảo trang page của K Concept. Còn bây giờ thì mình phải đi về và chúng ta gặp nhau lại những video sau nha. Xin chào và bye bye.